mình mới không thấy kim chi đẻ thêm nữa, cứ tưởng là xong rồi, mình đi ngủ. Đây sáng đây dậy đây, 7 giờ dậy. Tự nhiên ở đâu tòi thêm một đứa, ví dụ bạn bạn này bán lăn này. Đây, kim chi sắp sinh rồi đây. Củ cái ơi. Củ cải dự đoán kim chi đẻ mấy đứa? Củ cải đoán đi, kim chi đẻ mấy đứa? Cải dự đoán 8 à? Lại là 8. Còn cà rốt? Cà rốt dự đoán mẹ kim chi đẻ mấy đứa? Cà rốt dự đoán 6 à? Ok, để xem kim chi đẻ mấy đứa nha. Đây, cà rốt tủi thân đây. Cứ muốn đến gần chơi với cùng mẹ thì mẹ quạo, mẹ quát, mẹ mắng. Rất là tủi thân. Ui, kim chi cà bổ to thế. Trong khi củ cải là ngồi gần, ngồi rất là gần theo dõi kim chi thì kim chi không phản ứng gì, không quạo gì. Và cà rốt ông đến gần là kim chi quạo ngay. Đây, cào cái ổ gọi là tan tành rồi mọi người ơi. Kim chi cố lên, đây vừa cào vừa cắn nhé. Vừa cào vừa cắn này. Kim chi hết cào ở chỗ này rồi à, cào ở chỗ khác, cào cắn ở đây. Đêm qua chưa chờ mãi không thấy gì. Cố lên kim chi. Đấy, kim chi uống sữa đi nha. Cố mà lấy sức để mà chăm chút chít nha. Cái làm sao đây à cái? Vợ đẻ sắp đẻ nên là phấn khích quá. Đây, cà rốt đang gặm xương. Kim chi cũng thế, kim chi cũng đang gặm xương đây. Trong cái thời gian chờ đợi giờ đưa cho khúc xương gặm chứ đỡ phải gặm cái thùng giấy nữa. Kim chi cố lên nhá. Cà rốt đang hóng, đang xem mẹ đẻ, đứng ngoài hóng hớt, hóng hớt. Kim chi khả năng sắp đẻ rồi đấy, mình đã chờ đợi hơn một ngày rồi. Wow, bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Em xem mấy giờ rồi cho anh này. Mọi người ơi, 19:56 đã có một bé chút chít ra đời. Hello, đây rồi, Kim Chi này đang cắn rốn cho bạn chút chít. Cà rốt nào không hóng? Hello, xin chào mừng bạn chút chít nha. Chào mừng chút chít đến với thế giới tươi đẹp này. Rồi mọi người ơi, Kim Chi đang cắn rốn xong rồi, Kim Chi đang liếm. Rồi chờ mãi, chờ mãi chờ mãi. Thằng Caro hóng cái gì đấy? Caro, Caro thôi nào. Kim Chi ơi cố lên nào, bạn này là giới tính được cái đây. Để tí nữa mình sẽ trông coi sau, cứ để bây giờ không động vào Kim Chi. Caro đang chứng kiến này, trông rất là tò mò, ánh mắt rất là tò mò, buồn cười quá. Caro ơi, em cà rốt đấy, cà rốt đây, em cà rốt đấy. 19:56 à? 19:56, bé chút chít vừa ra đời luôn. Mình trông từ từ sáng, từ đêm qua đến giờ là mình cứ túc trực bên Kim Chi đấy. Rồi khóc rồi, khóc rồi, khóc rồi. Cố lên Kim Chi giỏi lắm. Cải béo đâu rồi? Ông cải béo nãy giờ ông ấy ngồi ông gặm xương không? Giờ ông mới mò đến đấy. Cái ơi, cái thơ đấy à hả? Cái thơ đấy à? Ông cải ông ấy đang ngồi gặm xương, vừa nghe thấy chút chít nó khóc oe oe, bắt đầu ông ấy đến này. Cà rốt nhìn rất là tập trung luôn. Rồi cà rốt tránh ra đi, đừng lại gần.
Kim Chi ơi, Kim Chi giỏi lắm, Kim Chi ơi, cô bé giỏi lắm, cô bé Kim Chi giỏi lắm. Hoan hô. Vui quá mọi người ơi, mừng mình rất là mừng và hạnh phúc luôn. Cuối cùng thì Kim Chi cũng đã cho ra đời bạn chút chít đầu tiên của đàn này rồi. Đây, ê, bú đi bú đi. Bú đi con ơi. Bạn này giới tính gì đây? Để mình xem nào. Nào Kim Chi. Bạn này là giới tính đực mọi người ơi. Bạn chút chít đầu tiên lại giới tính đực rất là xinh xắn này. Hello, hello con. Rồi, bú đi, bú đi, bú đi. Nào, Kim Chi để cho con bú đi nào. Đây, Kim Chi giỏi quá, ngoan quá. Ủa, Kim Chi thì mình đã dọn dẹp sạch sẽ lại rồi mọi người ạ. Và để đánh dấu cho bạn nào đẻ ra đầu tiên thì mình sẽ đánh dấu một sợi chỉ màu vàng nhé mọi người nhé. Cũng giống như năm ngoái, mình sẽ đánh dấu cho chú Chi. Kim Chi giỏi lắm, ngoan lắm, cô bé giỏi lắm. Nào, đánh dấu nha, bạn ơi, chàng trai ơi. Ba đứa thì đứa nào đầu tiên cũng là bạn giới tính là đực mọi người ạ. Nào nhanh để bác đánh dấu cho mình bú nha, mình bú nha. Còn Kim Chi bình tĩnh nào, làm bình tĩnh nào, ngoan nào, nào bú nha, được rồi, đánh dấu cho mình bú nha. Từ à, vâng, bú đi bú đi bú đi nào, Kim Chi để cho con bú nhé, bú đi chú Chi, chú Chi đây, Chi để con bú nào, nào chú Chi ơi. Đúng rồi, giỏi lắm. Đây là đúng rồi, đây đúng rồi. Cà rốt hóng em thế à, cà rốt. Wow, bé chú chít thứ hai đã ra đời rồi. Hello, xin chào, chào bạn, chú chít ơi. Bé chú chít thứ hai đã ra đời rồi mọi người ơi. Rồi, mình sẽ đợi một lúc để Kim Chi chăm sóc con đã. Chú chít thứ hai đã ra đời rồi. Kim Chi giỏi lắm, Kim Chi ơi. Rồi bạn kia thì đang ngo ngoe bên ngoài. Chú Chi thứ hai đã ra đời rồi. Kim Chi giỏi quá. Cố lên nào. Hai, chà chà. Rất là khỏe mạnh. Cô bé giỏi lắm, cô bé ơi. Ngoan quá. Thắng lợi này. Chú Chi thứ hai thì mình sẽ đánh dấu bằng một sợi chỉ màu đỏ mọi người ạ. Đây, cũng giống như năm ngoái là táo màu đỏ, bạn này là giới tính cái, cũng giới tính cái luôn. Đâu, có chính đang đâu, cũng cả chính đang đâu. Như nào, nào. Kim Chi bình tĩnh. Bình tĩnh nào, ngoan nào. Buộc sợi chỉ màu đỏ vào nha. Đánh dấu. Chị ngoan nhỉ. Bình tĩnh nào, bình tĩnh, đợi tí. Đợi tí nào. Bình tĩnh rồi bú nha. Đẹp trai xinh gái. Rồi. Bú đi. Chút chít. Ngoan lắm, Kim Chi ơi. Rốt tránh ra đi, lại cần làm gì? Rốt, đứng dậy tránh ra nào. Tránh ra, đuổi ra ngoài bây giờ. Đi ra ngoài, nhanh. Mẹ đang cọ dưới, đứng lại gần. Ai phải cái tội lấc cấc. Đây, cà rốt là Kim Chi là không muốn cà rốt lại gần này. Cái mặt ông này nhìn rất là tội nghiệp luôn mọi người ơi. Cà rốt đây, nhìn mặt. lại đến uống sữa, uống phụ sữa của mẹ. Sao để được cà rốt hả? Sữa của mẹ mà sao lại đến uống hả? Thằng này. Cô cái ơi. Cà rốt sao cứ đứng đấy gần gần mẹ mày làm gì cà rốt? Rốt đây. Chính ra nào, hay lại một đứa nữa ra đời rồi, hiện tại đang là hai rồi. Đây rồi. Một bạn chút chít nữa rồi mọi người ơi. Bạn thứ ba. Hello chút chít, xin chào chút chít nha. Kim Chi đang cắn rốn cho con kìa mọi người ơi. Kim Chi giỏi quá, Kim Chi ơi. Ê, bạn này. Đây, đây là nhau ra cùng với nhau thai thì Kim Chi ăn luôn nhau nhá. Kim Chi giỏi lắm, Kim Chi ơi, cố lên. Rồi, Kim Chi ơi, Kim Chi chăm con đi đây. Đây là bạn thứ ba mọi người ơi. Bạn thứ ba là giới tính là đực nha mọi người nha. Giới tính đực, cà rốt đây à. Đây. Nãy giờ hóng nãy giờ đây. Chăm em đi, đấy. Liếm cho lông cho các em khô nhanh đi. Đấy, phụ mẹ đây, phụ mẹ chờ chăm em đây, cà rốt giỏi lắm nhỉ. Đấy, có giỏi phụ mẹ chăm em đi. Đây, củ cải này, cải cũng đây. Hai bố con này. Cải đây, con liếm đi, đấy đi. Chăm em đi. Đấy, cà rốt liếm em cho em nhanh khô đấy. Rốt giỏi nhỉ, giỏi hơn cả cải rồi đây. Thôi trả lại Kim Chi nhá. Nào, Kim Chi để chăm con đi. Cố lên Kim Chi giỏi lắm. Ui, cái bạn kia này, bạn lăn long lóc một phòng rồi. Nào, xin chào, đây là bạn thứ hai này.
lông khô rồi đấy mọi người ơi, lông khô rồi. Nào kim chi nào, vào đây bú đi nào, bú đi đây nào. Bây giờ mình sẽ lấy sữa cho kim chi uống nha, kim chi uống sữa nha. Đây là chú chi thứ ba đây mọi người ơi. Mình sẽ buộc cái sợi chỉ màu đây, màu xanh nha mọi người nhé, màu xanh. Chú chi thứ ba. Bạn giới tính được. Nào. Kim chi uống sữa đi. Bố đi lấy sữa chăm con nhá. Nào Hoa nào, bình tĩnh nào. Nào rồi, bố đi, bố đi. Kim chi giỏi lắm. Đây là bạn chú chít thứ tư mọi người ơi. Chú chít thứ tư đã ra đời rồi. Đây, người vẫn còn ướt đây, kim chi chăm con đi. Nào, giỏi lắm, kim chi giỏi lắm, rất là ngoan, rất là tuyệt vời. Hello, bạn chú chít thứ tư là giới tính nữ bọn mọi người ơi. Rồi, kim chi chăm con đi. Giỏi lắm. Yeah, rất là xinh gái luôn. Cố lên kim chi ơi. Trong khi đấy này, cà rốt là đang rất là mặt yếu xìu, nghĩ đến cảnh sắp phải trông em. Cái béo ơi, cái béo ơi, đang làm gì đấy hả? Trong lúc vợ đẻ vất vả nên ngồi gặm xương không quan tâm gì cả. Cà rốt mắt có vẻ lim dim buồn ngủ là cà rốt hả? Kim chi ơi, kim chi cố lên. Đây các bạn chút chít bú ra đời xong rồi bú nằm rồi, nằm ngủ rồi. Đáng yêu quá. Nằm đè lên nhau mà ngủ này. Hình như kim chi đang rặn. Hình như chuẩn bị một bạn chút chít nữa ra đời. Cà rốt tránh xa ra, cà rốt ơi. Hình như một bạn chút chít nữa chuẩn bị ra đời. Hiện tại là đang là 00:30 ngày 15 tháng 4. Có 4 bạn chút chít kia thì là sinh vào ngày 14. 4 bạn nhỏ kia thì sinh vào ngày 14 đó. À đây rồi, đúng ra đời rồi mọi người ơi, ra đời thêm một bạn nữa rồi. Bạn này lại sinh nhật, bạn thứ 5 lại sinh nhật vào ngày 15 tháng 4 nha mọi người nhé. Vậy là đàn chút chít này có 2 ngày sinh nhật. Đàn chút chít này có 2 ngày sinh nhật. Một bạn thì là 14 bạn. 4 bạn đầu tiên thì là sinh vào ngày 14 tháng 4. Còn lại thì không biết mấy bạn nữa sẽ sinh vào ngày 15 tháng 4 mọi người ạ. Thế đợt này sau này một chút chít là ăn sinh nhật là ăn 2 ngày liền. Cà rốt tránh ra đi, cà rốt tránh ra đi. Hóng gì. Đây là bạn chú chi thứ 5 mọi người ơi. Kim chi giỏi lắm kim chi ơi. Kim chi giỏi lắm ấy. Bạn này thì giới tính đực. Lại là giới tính đực nha mọi người nhá. Nào kim chi nào, chăm con đi. Chăm con đi kim chi. Giỏi lắm, kim chi ngoan lắm. Cố lên nào, nào. Đây, và bú đi con ơi. Kim chi mắt lườm. Đây mọi người biết kim chi lườm cái gì không? Đây lườm cái khuôn mặt này, đây lườm cà rốt, đây không cho cà rốt lại gần. Cà rốt buồn cười quá. Rốt đây, nhìn cái mặt rốt tội nghiệp. Hello, xin chào. Đây là bạn chút chít thứ 6 mọi người ơi. Đây, đang bò lên người mẹ chi đây. Chà chà, bạn này thì là người nhỏ nhắn nhất, người bé hơn 5 bạn kia. Đây, bạn này lại giới tính đực nha mọi người nhá. Giới tính đực là chút chít đây, bú đi. Sinh nhật ngày 15 tháng 4. Bú đi, bú đi. Bú đi, bú đi nào.
cố lên chút chít ơi. Đây, kim chi thì đang nằm, có vẻ cũng hơi mệt rồi đấy. Kim chi ơi, kim chi mệt à? Hiện tại đang là gần 3 giờ sáng rồi mọi người ơi, và 2 tiếng rồi kim chi không sinh thêm một bạn chút chít nào. Ở đây là có 6 bạn chút chít nhá, 4 đực 2 cái, một con số rất là đẹp, 6 lộc. Mình cũng chỉ mong kim chi đẻ 6 đứa thôi, không biết là từ giờ đến mai còn đẻ thêm bạn nào nữa không. Kim chi thì đang mệt rồi, mình đang để sữa đây để cho kim chi mệt thì kim chi uống đây, vừa uống được một tí rồi, đang nghỉ rồi. Ngoan nào, ngoan nào kim chi, giỏi lắm kim chi ơi. Kim chi giỏi lắm kim chi ơi. À, hôm qua là sau khi chờ đợi hơn 2 tiếng đồng hồ, khoảng gọi là 3 rưỡi sáng, mình mới không thấy kim chi đẻ thêm nữa, cứ tưởng là xong rồi, mình đi ngủ. Đây sáng đây dậy đây, 7 giờ dậy, tự nhiên ở đâu tòi thêm một đứa, ví dụ bạn này bán lăn này, ông này ông lăn một phòng này. À, đấy, tự nhiên sáng nay lại tòi thêm một đứa nữa. Hôm qua là tưởng 6 thôi, chốt số là 6. Hai người hôm nay thêm một bé nữa là 7 đây. Bạn nào đang kiểu thích vận động viên leo núi đây. Đây đúng là số 7 đây mọi người ơi. Đấy, định trèo trèo đèo nội suối. Định leo lên nãy giờ rồi, đang nằm ở trong lòng mẹ. Đây, bạn này đây, bạn này đúng bạn số 7, mình đã đánh dấu hết rồi mọi người ơi. Đây là bạn số 7 nha, bạn số 7 của chúng ta này là một bạn giới tính nữ nha. Đây. Tòi ra sau cùng đây. Đây đây, bú đi bú đi, bú bú sữa đi. Bú đi. Mình đã đánh dấu hết tất cả lại rồi theo thứ tự rồi nha mọi người nha. Rất vui thì kim chi lại một lần nữa vượt cạn thành công. Mẹ tròn con vuông, tất cả các bé đều rất là khỏe mạnh nha mọi người nha. 7 đứa thì lần này thì chăm sẽ nhàn hơn lần trước, rồi lần trước 9 đứa. Kim Chi ơi giỏi lắm Kim Chi, chúc mừng Kim Chi vượt cạn thành công nha. Cảm ơn Kim Chi vì tất cả, cảm ơn tất cả mọi người cũng đã luôn luôn yêu mến theo dõi và ủng hộ gia đình Kim Chi, củ cải, cà rốt cũng như là lũ chút chít nha. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Vui quá, mình rất là vui và rất là hạnh phúc. Cố lên. Sáng nay thì mình đã dọn dẹp ổ, thay cho kim chi và lũ chút chít một chiếc chăn mới nằm cho sạch sẽ. Và đây là những cuộn chỉ để mình đánh dấu theo thứ tự, đứa nào ra đời trước, đứa nào ra đời sau này. Vàng, đỏ, xanh, tím đậm, tím nhạt, cam và màu nâu. Đấy, theo giới tính, thứ tự giới tính thì là đực cái. Đấy, 7 đứa. Nghe mà đọc cứ như là phạn tuế không bằng ấy. Kim Chi ơi. Đây bọn chút chít là đang nằm ngoan, ăn bú no là nằm. Cuối cùng thì Kim Chi cũng đã vượt cạn thành công. Mẹ tròn con vuông, tất cả đều khỏe mạnh mọi người ạ. Tỷ số thì là 4 đực 3 cái. Còn 4 đứa thì sinh vào ngày 14 tháng 4, còn 3 đứa sau thì lại sinh vào ngày 15 tháng 4. Có nghĩa là ăn sinh nhật thì chút chít sẽ ăn 2 ngày 14 và 15 tháng 4 nha mọi người nha. Rất cảm ơn tất cả mọi người đã yêu mến, theo dõi và ủng hộ gia đình củ cải, kim chi, cà rốt và chút chít. Chúc mừng kim chi, chúc mừng củ cải có thêm một đàn chút chít nữa. Chúc mừng cà rốt có thêm một đàn em nữa, lại một công cuộc gọi là chăm em bắt đầu. Cải béo mặt ông ấy, đây đêm qua là ngủ ít nên là bây giờ đang buồn ngủ, đang mặt đang ỉu xìu đây. Nhìn cái mặt đần thối ra. Rồi, xin chào tạm biệt mọi người.